Mến chào quý vị và các bạn đến với kênh Lập Phương Miền Tây. Hôm nay mình xin giới thiệu video Đại Cảnh Cần Thơ phát triển du lịch đường sông trong đường hoa nghệ thuật Cần Thơ 2021. Xin mời quý vị cùng theo dõi nhé. Vì lý do diễn biến của đại dịch rất phức tạp nên Cần Thơ đã bế mạc đường hoa nghệ thuật 2021 sớm hơn so với dự kiến, thay vì là mùng 5 Tết. Mời quý vị nào chưa đi xem đường hoa nghệ thuật thì vào xem và ủng hộ mình nhé. Thank you.
Video này đến đây là hết. Nếu quý vị thấy video hay, bổ ích, nhớ like, share và cũng như subscribe kênh Lộc Hưng Miền Tây nha. Và nhớ mở tiếng chuông để nhận thêm nhiều video hay hơn và mới nhất của mình nhé. Xin chào và tạm biệt quý vị và các bạn.